Thưa quý vị, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu lần thứ 9 Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc hỗ trợ, giúp đỡ Hòa Vang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng hướng về những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hòa Vang. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Nhà nhân ái năm 2020, trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho 5 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí là 250 triệu đồng. Vâng ạ, thưa quý vị, đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời tạo điều kiện để những hoàn cảnh gặp khó khăn về nhà ở vươn lên trong cuộc sống. Bởi vì có được một căn nhà mới kiên cố để che mưa che nắng là niềm mong mỏi và khát khao của biết bao mảnh đời khó khó. Và thông qua những việc làm ý nghĩa nhân văn sâu sắc này thì lại càng dâng lên trách nhiệm sẻ chia kết nối từ cộng đồng xã hội. Đây là ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ đơn sơ của gia đình anh Võ Chiến Công tại thôn Tùng Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Để có đủ kinh phí sửa chữa lại ngôi nhà này là quá khó khi gia đình anh là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Hòa Vang. Cũng cùng hoàn cảnh như anh Công, gia đình chị Nguyễn Thị B ở thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong cũng vậy. Ước mơ về một ngôi nhà khang trang hơn thật sự không dễ dàng khi đồng lương của cả hai vợ chồng chỉ đủ để trang trải một phần chi phí. Còn lại phải nhờ đến sự hỗ trợ từ những người thân trong gia đình. Giờ đây, với số tiền hỗ trợ xây nhà cho mỗi ngôi nhà là 50 triệu đồng từ đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, giấc mơ về một ngôi nhà khang trang, ấm cúng hơn đang dần trở thành hiện thực. Công an em thấy rất là vui, là thấy rất là cảm động vì được các đoàn khối đã quan tâm hỗ trợ 50 triệu đồng. Thật sự đối với em là số tiền đó rất là lớn. Em sẽ chuyển ngôi nhà khang trang hơn. Em sẽ cố gắng để phát huy hết những gì mình có thể để tiếp tục phấn đấu hơn trong việc tham gia các hoạt động của đoàn. Cảm ơn là đoàn khối cơ quan thành phố và các cấp ở huyện, ở xã đã tạo điều kiện cho em để hỗ trợ sửa chữa nhà để hoàn thiện nhà được. Không khí ấm cúng, xen lẫn sự xúc động phấn khởi của những gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở khi nhận được sự hỗ trợ, khiến những ai có mặt tại đây cũng cảm thấy ấm lòng. Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể đối với những hoàn cảnh khó khăn đã tạo nên sức mạnh để họ vượt qua khó khăn. Đoàn khối thành đoàn mà hỗ trợ như thế này á, là chúng tôi rất là vui vẻ và rất là hoan nghênh và cũng mong rằng thời gian đến là sẽ có nhiều cái hỗ trợ cho những đoàn viên còn khó khăn ở trên địa bàn thôn chúng tôi. Đây là một trong những cái việc làm góp phần trong việc thực hiện cái chủ trương an sinh xã hội của thành phố, chương trình 503 có thành phố 4A để làm sao cho, như ông bà ta đã nói là an cư mới lập nghiệp, để làm sao cho các bạn đoàn viên thanh niên có một chỗ ở ổn định, từ đó mới phát triển kinh tế, đồng thời là nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, để từ đó góp phần phát triển, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới. Ban Thường vụ Thành đoàn thì đánh giá rất cao những cái hoạt động của Ban Thường vụ Đoàn khối, mặc dù là có những cái rất là nhiều những cái khó khăn, tuy nhiên là các bạn phát huy rất tốt cái chuyên môn nghiệp vụ và các cái hoạt động chào mừng thành công đại hội đại biểu Đảng bộ khối cũng như là trong cái chiến dịch tình nguyện hè này, thì ngoài cái sự hỗ trợ của đoàn khối thì các bạn của Ban Thường vụ huyện đoàn có trách nhiệm trong cái việc thực hiện các cái công trình này đúng mục đích ý nghĩa của đoàn khối các cơ quan thành phố, cũng như là hỗ trợ thêm cho về nhân lực cũng như là vật lực để cho các cái công trình này thực hiện được tốt nhất. Trong thời gian đến, đoàn khối sẽ tiếp tục trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hai hộ tại hai xã Hòa Bắc và xã Hòa Liên với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Có thể thấy, công trình nhà nhân ái cho hộ nghèo do đoàn khối hỗ trợ mà ý nghĩa hết sức thiết thực, vừa giúp người dân có được mái ấm, vừa góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay của huyện Hòa Vang. Thì năm nay đoàn khối chọn 5 cái đối tượng là 5 bạn bí thư chi đoàn của khu dân cư của huyện Hòa Vang để hỗ trợ cho các bạn kinh phí sửa chữa nhà ở 50 triệu đồng trên một hộ để các bạn có một cái nơi ở ổn định, khang trang hơn, đàng hoàng hơn.
Có như vậy thì các bạn mới yên tâm làm công tác xã hội, có như vậy thì các bạn mới tổ chức hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của địa bàn khu dân cư ngày một tốt hơn. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở mới khang trang, giúp các hộ nghèo ổn định nơi ăn chốn ở, sớm vươn lên thoát nghèo là mong muốn lớn nhất của những người thực hiện chương trình nhà nhân ái. Những ngôi nhà mới được dựng nên, từ đây mỗi gia đình sẽ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày một tươi đẹp hơn.